Xin chào tất cả các bác, chúng ta đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của Xưởng Tượng Gỗ. Và ngày hôm nay thì em Linh sẽ lại lên sóng để giới thiệu đến với cả nhà mình một bộ sưu tập hàng vương mộc Tử Đàn Tím. Và bên cạnh em đây thì sẽ là những tác phẩm hàng vương mộc Tử Đàn Tím mà các bác chúng ta có thể chọn lựa để bày biện trong không gian nhà của mình. Và với những cái kích thước rất là vừa vặn để bày ở trong không gian phòng khách, để bàn hoặc là để ở trong sảnh công ty, phòng làm việc đều rất là đẹp các bác nhé. Và ở tác phẩm đầu tiên mà em Linh muốn giới thiệu đến với cả nhà mình đó chính là một mẫu tượng Phật Di Lặc Cửu Phúc hàng vương mộc Tử Đàn Tím. Và đây chắc hẳn sẽ là một trong những tác phẩm mà gọi là độc đáo nhất mà trong năm vừa rồi em Linh đã chế tác ra. Và phôi gỗ này của em thì là một phôi gỗ Tử Đàn Tím liền lạc hết các bác ơi, được đục siêu canh bong luôn ạ. Có mã là TPDL 0451, cao là 62, ngang là 23 và sâu là 19 cho tác phẩm này. Đục ở đây là có 9 em bé tiểu đồng và các cái chi tiết thật sự các bác là rất là kênh bong. Và mỗi một em bé tiểu đồng sẽ là ở một hình thế, một cái hình dáng khác nhau. Em không biết là ở trên video thì các bác có ngắm được cụ thể và gọi là ngắm được nét không, nhưng mà ở ngoài thì chắc là bức này là ở ngoài thị trường ấy ạ, rất là ít nơi người ta đầu tư và người ta làm. Tại vì thứ nhất là nó tốn công, tốn chi phí và thứ nhất là còn hao gỗ đi rất là nhiều nữa. Phôi Tử Đàn này đã xuống cái tông màu gọi là màu đen rồi các bác ạ, màu đen bóng rồi. Gỗ cực kỳ già đanh luôn các bác nhá. Hàng gọi là gỗ đặc của em mà phay ra và đục được ra gọi là 9 tiểu đồng như này là vô cùng chất lượng đấy các bác ạ. Và diện cụ Di Lặc thì được làm rất là đẹp rồi. Đó, ngồi ở vị trí cao nhất trên cái phần bao tiền. Và ở dưới thì còn có cả củ nhân sâm này, gậy như ý này, thỏi vàng này, có cả lân sư nữa, rất là tuyệt vời. Mẫu này thì thật sự là không có một điểm gì để chê rồi. Các bác bày biện trong một bộ tủ kính nữa thì em nghĩ là sẽ rất là đẹp. Tại vì nếu mà để ngoài thì anh em mình sẽ phải chịu khó chăm chút hơn về vấn đề vệ sinh. Thì các bác chúng ta có thể bày biện trong một bộ tủ kính nữa thì sẽ rất là đẹp và rất là sang các bác nhá. Gọi là Tử Đàn Tím thuộc bộ gọi là tứ đại vương mộc rồi các bác ạ. Trong vương mộc Tử Đàn thì có Tử Đàn Ấn Độ và Tử Đàn Nam Phi. Và trong Tử Đàn Nam Phi thì Tử Đàn Tím nó rất là giá trị rồi, giá thành và cũng như là cái độ quý hiếm và chất lượng của nó còn hơn cả Tử Đàn Đỏ rất là nhiều các bác nhá. Em sẽ sang bên cạnh luôn ạ. Bên cạnh này thì là một tác phẩm vô cùng ấn tượng, đó chính là mẫu Quan Công Hàng Long. Quan Công Hàng Long. Và tác phẩm này thì là hàng do nghệ nhân Vinh Khoa chế tác và rồng ở trên là hàng do nghệ nhân Anh Thuy chế tác các bác nhá. Một tác phẩm được làm trên một phôi vương mộc Tử Đàn Tím liền lạc rất là đẹp. Còn có cả một cái đao nữa nha các bác nha, có cả một cái đao rất là đẹp nữa mà em chưa cắm vào. Bước này thì sẽ có mã là TQC0101, cao là 76, ngang 20 và sâu là 18 cho tác phẩm này. Đối với những tác phẩm Quan Công hàng do nghệ nhân Vinh Khoa chế tác thì các bác có thể thấy là được chăm chút. Thứ nhất là cái bộ giáp đục các bác ạ, được làm rất là hoàn chỉnh, từ những cái phần hổ phù này, được đục tay đánh di sần từng cái nước da ra rất là kỹ càng. Những cái giải dây giáp này, đai thắt này hay là những cái đao, những cái phần giáp giếc ở trên này là đều được chặt nổi hết lên. Hoa văn được chặt nổi lên vô cùng đẹp các bác ạ. Và diện anh Khoa đục tượng Quan Công thì thật sự với các bác là rất là uy quyền rồi. Với cái phần mũ này được gọi là đục nổi lên hết lên này. Đó, mắt phượng mày ngài đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Râu riếc được tỉa tót vô cùng đẹp và chất lượng các bác nhá. Và có nguyên một chú rồng được đục kênh bong ở trên ạ. Cắt rồng ra anh em mình chơi lẻ cũng được, nhưng mà đây ạ, chơi nguyên một linh vật rồng gọi là đứng đầu trong bộ tứ linh rồi. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Mang tới rất là nhiều vượng khí tốt. Và đây chắc hẳn sẽ là một trong những cái biểu tượng, một cái tác phẩm không thể thiếu dành cho những anh em làm về kinh doanh để sở hữu trong không gian phòng làm việc của mình ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Em sẽ sang bên phía bên này các bác nhá. Bên đây của em thì đó chính là một mẫu tượng Di Lặc Tam Phúc và có cả lân sư ở trên này luôn ạ. Phôi gỗ vương mộc Tử Đàn Tím này của em thì cũng đã gọi là hoàn thiện rất là lâu rồi và đã xuống một cái tông màu gọi là cái tông màu tối rồi, màu đen rồi. Chất gỗ già đanh luôn các bác ạ, và đục gọi là hoàn thiện nguội rất là kỹ càng, rất là mịn màng, nên là các bác có thể thấy là khi mà em sờ chạm tay vào ấy ạ, như là kiểu là sờ thật vào gỗ luôn, như kiểu là nhựa đúc lên ạ. Tác phẩm này thì sẽ có mã là TPDL 0464, cao là 58, ngang là 22 và sâu của tác phẩm này sẽ là 20. Bức này của em thì toàn bộ những cái chi tiết đều được chặt bằng tay và được chạm khắc nổi bật hết lên các bác nhá. Ở dưới này nguyên một củ nhân sâm này, được đục kênh bong ra hết toàn bộ nha các bác ơi, từ cái bộ rễ này. Và những em bé tiểu đồng này, mỗi một em bé tiểu đồng là ở một cái hình dáng khác nhau nhá. Vô cùng đẹp và chất lượng các bác ạ. Một tác phẩm Di Lặc mà được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Kích thước thì vừa vặn, các bác bày biện và kê cho không gian nhà mình thì rất là đẹp các bác ơi. Em sẽ sang bên này luôn ạ, tác phẩm thứ tư trong video ngày hôm nay. Ở đây đó chính là một mẫu tượng Di Lặc Nhị Phúc vác cành đào phục lân, rất là đẹp các bác nhá. Dáng cụ Di Lặc ở tác phẩm này thì được người nghệ nhân chế tác vô cùng sống động các bác ạ. Dáng đứng nghiêng ngả uyển chuyển rất là tự nhiên, một tay nâng gậy như ý này. Gậy như ý được đánh di sần ra hết toàn bộ các bác nhá, mà một tay thì vác theo một cái cành đào nặng trĩu quả trên, sum xuê trĩu quả, mang tới gọi là sức khỏe và trường thọ này các bác ơi. Và đứng ở trên gọi là những cái đế bao tiền này, rồi củ nhân sâm và phục trên một chú lân sư rất là kỹ luôn các bác ạ. Bức này của em thì thật sự là có rất là nhiều chi tiết. Ở đây còn có cả một chú thiềm thừ nữa này. Hai em bé tiểu đồng rất là đáng yêu, một đứa thì đang kéo đèn lồng, một đứa thì kéo rổ tiền nha các bác nhá. Làm rất là canh bong và hoàn thiện nguội nó kỹ, nên là khi mà vào xi lên thì các bác có thể thấy là nó bóng, nó nhẹ gỗ, và đặc biệt hơn là anh em mình có thể thấy được cả cái tom gỗ của nó cơ, rất là mịn màng. Và chơi vương mộc Tử Đàn Tím thì gọi là quá là chất lượng rồi, thuộc tứ đại vương mộc hiện nay rồi. Cái chất gỗ này cũng như là cái gọi là cái độ tốt của cái tác phẩm này nó rất là tuyệt vời. Thời tiết nó hanh khô nhưng mà thật sự các bác là gỗ nồn không nứt ra các bác ạ. Bình thường là gỗ, nhiều loại gỗ khác là đến cái thời tiết hanh như thế này nó sẽ rất là dễ nứt, nhưng riêng với tác phẩm này của em thì không có một tí nứt nẻ nào luôn các bác ạ. Đó, mà kích thước thì rất là hợp lý để các bác bày biện trong không gian nhà của mình. Bức này thì sẽ có mã là TPDL 0514, cao là 69, ngang 23 và sâu là 20 cho tác phẩm này các bác nhé. Chất gỗ rất là đẹp, hàng làm tứ diện và liền lạc hết. Toàn bộ những cái hàng vương mộc Tử Đàn Tím Nam Phi này đều là gỗ nhập, nên là toàn là gỗ hộp thôi các bác ạ. Nên là gỗ nó rất là lợi thế để các bác làm. Những cái tác phẩm Tử Đàn Tím to thì gần như là em Linh giao lưu hết rồi, nên là đây là những cái hàng để bàn mà ở video này em Linh sẽ mang lên để giới thiệu đến với các bác ạ. Rồi ạ, em sẽ sang tác phẩm bên này. Bức này thật sự là không biết là ở trên video các bác có thể ngắm rõ không, nhưng mà đây em sẽ dọn đèn pin vào để các bác nhìn nhá. Kim sa này. Bức tím này của em siêu kim sa, và nhiều anh em mà mua không biết phân biệt là đôi khi là còn phải gọi là mua nhầm những cục tím nhưng mà giá lại là Tử Đàn Ấn Độ đấy các bác ạ. Đôi khi Tử Đàn Ấn Độ ấy, kim sa nó không có nhiều như cục này đâu. Cục này của em là full kim sa luôn. Đấy. Không biết là ở video có thấy không ạ? Đó, còn lại thì các bác cầm với em nhá. Đây này. Kim sa này. Tử Đàn Ấn Độ à, em có cả Tử Đàn Ấn Độ đây, nhưng mà Tử Đàn Ấn Độ kim sa không được như thế này luôn các bác nhá. Nên là anh em mua hàng nên gọi là thông thái lựa chọn những cơ sở uy tín để mua. Đó, gỗ nào thì em nói gỗ đấy. Anh em mình mua chuẩn chỉ luôn là đây là Tử Đàn Tím, nhưng bức này thì nó sẽ giá nó cao hơn những hàng tím bình thường một chút xíu các bác nhá, vì nó có nhiều kim sa. Và ở tác phẩm này của em thì sẽ có mã là TPDL 0472, cao 60, ngang 20 và sâu là 20 cho tác phẩm này. Đó, tượng của em là liền khối này, có tặng kèm cho bác một cái đế nấm và nhân sâm đục tay ở dưới luôn. Và các bác ngắm diện cụ Di Lặc này, rất là hoan hỉ tươi vui. Tay đang kéo ở đây là một cái phần gậy cành đào, một cành đào to, trĩu quả này, hoa hiếc còn được đánh kênh lên các bác ạ. Ở đây có hai bé tiểu đồng các bác nhé, hai bé tiểu đồng này, đủ một nam một nữ và có cả lân sư ở dưới luôn, rất là đẹp. Tác phẩm này rất là ấn tượng, và em nghĩ là anh em nào mà muốn siêu tầm hàng vương mộc Tử Đàn Tím mà lại còn siêu kim sa thì mình nên siêu tầm sang cho em tác phẩm này. Giá thành thì để cho anh em mình rất là hợp lý để các bác có thể giao lưu, được không ạ? Và sang bên này của em thì em có hai tác phẩm Tử Đàn Tím, và hai tác phẩm này thì đều là do một nghệ nhân chế tác, đó chính là nghệ nhân Trọng Trường. Đó, anh Trọng Trường thì chế tác Trường Mi và Thần Ni Hoa Đà rất là nổi tiếng tại làng nghề rồi. Và tác phẩm Thần Ni Hoa Đà này của em thì sẽ có mã là TN0075, cao 53, ngang 20 và sâu là 17 cho tác phẩm này. Về cái dáng vỡ của Thần Ni Hoa Đà thì các bác có thể thấy là đây này, gỗ như bác nhớ, dù là một bản gỗ hộp nhưng mà dáng này làm nó cong theo đúng cái dáng người rất là đẹp luôn các bác ạ. Trên vai là đang đeo một cái rổ thuốc này, cầm cái dìu thuốc này, tay cầm củ nhân sâm được đục kênh bong ra. Và diện anh Trọng Trường đục rất là đẹp luôn, các bác có thể ngắm bên này. Diện này thì gọi là quá là tuyệt vời rồi. Mẫu Thần Ni Hoa Đà này thật sự rất là tâm đắc, và nếu như bác nào chúng ta làm bác sĩ hoặc là làm về ngành y, chúng ta có thể siêu tầm sang những cái sản phẩm như thế này của em rất là tuyệt vời. Hàng vương mộc Tử Đàn Tím đây. Đó, rất là đẹp nha các bác nhá, từ form gỗ cho đến nét đục. Và bên cạnh đây thì là tác phẩm La Hán Trường Mi. Mẫu này thì anh Trọng Trường anh ấy cũng đục rất là tâm huyết vào, diện làm truyền thần và gỗ của em cũng rất là đẹp các bác nhá. Có mã TN0074, cao là 51, ngang 16 và sâu là 17. Bức này thì các bác có thể thấy là tận dụng này, hai cái hàng mi này làm liền khối nha, và làm tỉ ra rất là tỉ mỉ luôn các bác ạ. Bên đây là một cái phần gậy nấm này được làm liền lạc ra hết luôn các bác nhá, và buộc ở đây một bầu hồ lô xung quanh này. Cái phôi gỗ này của em nó đẹp các bác ạ, hoa văn chặt tỉa làm nổi bật hết lên, và đến cả chú chim ở trên vai này cũng được làm liền các bác ạ. Đó, phôi gỗ này thật sự các bác là phôi Tử Đàn Tím mà em nghĩ là rất là hợp lý, rất là đẹp để các bác siêu tầm. đẹp nha các bác nhỉ, rất là nét luôn. Đó là một dàn những cái tác phẩm Tử Đàn Tím mà em muốn mang lên để giới thiệu đến các bác. Và ở đây em còn có cả một cái mẫu lân sư này cũng rất là hợp lý, rất là đẹp này. Để em gọi là quay lên cho anh em mình nhá. Đây, mẫu này là mẫu lân sư, mẫu tử, và chắc là chỉ có nhà em Linh mới làm cái mẫu này thôi. Hàng anh Hùng Lý chế tác. Đó, mẫu này thì để bàn thôi các bác ạ, chắc là cao khoảng tầm gần 30 hoặc là 30, hơn 30 gì đó thôi. Lân sư đục siêu nét luôn các bác ạ, hàng Tử Đàn Tím nhá. Đế của em này, đế vẫn còn tím ngắt này. Đấy, và khi mà xi lên thì các bác có thể thấy là nó sẽ xuống cái tông màu tím đen rồi. Nhưng mà anh em mình dọi đèn pin vào nó vẫn sẽ thấy được cái màu tím và vân tím của nó nhá. Đục rất là nét căng luôn, lân sư mẫu tử. Bác nào mà muốn siêu tầm sang những cái hàng lân sư chất lượng như này ạ, mình có thể nhắn tin qua cho em Linh để em Linh báo giá nhá. Em có một bức này là Tử Đàn Tím và một bức to hơn sẽ là gỗ chắc. Đó, bác nào đây, gỗ chắc đây, em sẽ cầm lên, nhưng bức này khá là to. Anh em mình đợi em một chút xíu này. Đây, rất là nặng luôn. Bức này rất là nặng, nặng gỗ luôn. Đây là gỗ chắc các bác nhá. Bác nào mà chúng ta muốn gọi là tham khảo về mẫu lân sư, mẫu tử độc đáo và chất lượng thì có thể nhắn tin qua cho em Linh nhá. Và các bác quan tâm đến một trong những cái dàn mà em vừa mới quay ở đây thì có thể comment ở phía dưới giúp em Linh nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và các bác có thể nhắn qua Zalo 0346059999 để em Linh tư vấn nha. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.